Chào cả nhà nha, hôm nay thì mình chia sẻ cho cả nhà luộc cái cách luộc đậu này thì nó rất là ngọt nước ha. Và cái cọng đậu khi mà mình luộc xong thì nó rất là giòn và xanh bóng mượt nè. Đậu này thì rất là dễ ăn luôn nè. Mình chấm với nước cá, thịt hoặc là nước chao thì cũng đều ngon hết trơn nè. Và cách làm thì nó rất là đơn giản luôn. Chỉ có vài cái mẹo nhỏ thôi à. Trong vòng vài phút là mình đã xong rồi đó. Rồi nếu mà các bạn thích cái món này thì cùng làm với mình nha. Mình có được mớ đậu đũa nè, thì hôm nay mình sẽ luộc và mình chia sẻ cái cách luộc đến cả nhà để luộc cho cái cọng đậu nó được xanh giòn và ngọt ha. Đậu này thì mình mua thì cũng 2 ngày rồi nè, mình để trong ngăn mát tủ lạnh cho nên á nó có hơi bị cũ cũ tí xíu nha. Nếu mà các bạn làm đậu non đậu mới thì nó ngọt hơn nhiều nha, và cái màu nó sẽ đẹp hơn nhiều nữa. Chủ yếu là hôm nay mình chia sẻ cái cách luộc đến cả nhà thôi nha. Rồi đậu này thì mình đã lạc xong và rửa sạch rồi nè, để ráo nước rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ bắt nước nha. Cái nồi nước thì mình bắt nãy giờ cũng gần sôi rồi nè, lên tim rồi ha. Rồi mình đợi cho nước nó thật là sôi. Khi mà mình bắt nước thì mình đậy nắp lại cho nước mau sôi, đến khi mà mình để đậu vô luộc thì mình không có đậy nắp nha. Tại vì á bất cứ cái loại đậu và rau gì cũng vậy trơn á, nếu mà mình luộc mình đậy nắp á, mình đậy lâu á thì cái rau nó sẽ chuyển sang qua cái màu vàng á, cho nên á mình luộc thì mình không có đậy nắp. Mình cho vô trong nước là nửa muỗng cà phê muối nha. Mình để muối vô để cho đậu nó giữ được cái màu xanh nha. Và khi mà luộc đậu á, thì mình để nước nhiều để cho ngập mặt đậu, đừng có để đậu nó nổi khơi lên trên đó thì nó sẽ bị đen. Và luộc á thì mình để lửa lớn để cho nước sôi bừng. Nếu muốn cho đậu á nó ngọt thì bây giờ mình sẽ cho vô đây muỗng cà phê đường. Cái này là đậu của mình để 2 ngày rồi, nó sẽ giảm đi cái chất ngọt ở trong cái trái đậu rồi, cho nên bây giờ mình sẽ để đường vô đây ha, để mình luộc thì đường và muối nó thấm vô đậu thì nó sẽ vừa ăn hơn nha. Còn nếu như mà các bạn luộc đậu mới thì nó đã ngọt sẵn rồi thì mình khỏi để đường cũng được. Mình bỏ đường này thì áp dụng cho đậu cũ nha. Nước sôi bừng rồi nè. Rồi giờ để đậu vô để mình luộc. Đè cho cái trái đậu nó chìm xuống dưới nha, đừng có để nó nổi lên trên. Tại vì mình thấy là như mà mấy cái trái mà nó nổi lên nó chưa thấm với nước thì nó sẽ bị tái ha. Cho nên nó mình sơ vậy nè. Để cho nó thấm đều. Cái món đậu luộc này thì nhà mình nó rất là thích luôn, cho nên nó mình hay có làm cái món này thường xuyên lắm nè. Đậu mình luộc gì mình ăn mình cảm thấy nó có cái vị ngọt nhiều hơn là mình xào ha. Mà xào thì dầu mỡ nhiều thì ăn cũng ngán nữa, cho nên mình hay làm cái món này nè. Đậu đũa này thì mình luộc cái thời gian nó hơi lâu hơn là đậu lan với là đậu bắp nha. Tại vì cái loại đậu đũa này thì nó hơi cứng á. Khi mà nước sôi lên thì mình luộc thêm khoảng 4 phút nữa. Khi nào mà mình bẻ cái cọng đậu nó gãy ra gì thì nó mới chín nha. Nếu không thì mình ăn nó sẽ bị cứng và nó sẽ bị hòi nỉ. Cái này còn dai nè, mình bẻ chưa có gãy nè. Luộc đậu thì mình rất thích là luộc mềm nha, nhưng mà hôm nay mình chia sẻ đến các bạn thì mình luộc vừa chín tới thôi. Rồi đậu mình luộc như là chín rồi nè. Rồi mình tắt bếp vớt nha. Mình lấy cái gây mình vớt gì nè ha, để cho nó ráo nước.
Muốn cho đậu nó giòn hơn thì bây giờ mình vớt ra thì mình sẽ ngâm vô cái thau nước đá nha. Mình ngâm để cho đậu nó vừa hết nóng là bắt đầu mình vớt ra liền. Rồi mình thấy là hết nóng rồi nè, giờ giã lên cho nó ráo nước. Rồi như vậy là mình cho ra dĩa và dùng được rồi nè. Rồi như vậy là mình đã xong cái món đậu luộc rồi đây cả nhà ơi. Món này thì mình chấm với nước chào thì rất là ngon luôn nha. Và làm rất là nhanh luôn ha, trong vòng vài phút mà chỉ chừng 5-6 phút là xong rồi. Rồi nếu mà các bạn thích cái món đậu luộc này thì khi nào các bạn làm nha. Video mình đến đây thì cũng hết rồi, mình xin tạm dừng. Vậy hẹn gặp cả nhà mình video sau nha.